Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 3 2023 gồm các nội dung chính sau đây. Tưởng niệm 35 năm 64 chiến sĩ anh dũng hy sinh tại Gạc Ma. Từ hôm nay, thời sự Đồng Nai phát loạt phóng sự ba kỳ, mở đường T1, T2 kết nối sân bay Long Thành, mở thêm nhiều cơ hội phát triển cho tỉnh Đồng Nai. Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố giá đất năm 2023 tăng cao nhất gấp 25 đến 38 lần năm 2022. Phần tin thế giới, Mỹ, Úc và Anh chia sẻ lợi ích chung trong việc duy trì an ninh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Nga tuyên bố sẵn sàng gia hạn sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen, nhưng chỉ gia hạn 60 ngày thay vì 120 ngày như trước đây. Thưa quý vị, cách đây 35 năm, ngày 14 tháng 3 năm 1988, 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển Cô Linh, Lên Đào, Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã được tỉnh Khánh Hòa tổ chức trang trọng và xúc động vào tối qua tại tượng đài chiến sĩ Gạc Ma. Mời quý vị cùng dành ít phút đầu tiên trong chương trình thời sự tối nay để nhìn lại sự kiện quan trọng này. Các đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sự hy sinh của các anh đã được khắc họa bằng cụm tượng đài, những người nằm lại phía chân trời kiêu hãnh ở khu tưởng niệm. Buổi lễ cũng là dịp để nhắc nhở các thế hệ hôm nay về truyền thống anh dũng bất khuất của cha ông. Tự hào biết ơn và trân trọng những người đã sẵn sàng xả thân, anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển đảo, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh quên mình của những người lính hải quân năm xưa đã và đang được các thế hệ trẻ, các cán bộ chiến sĩ hải quân và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển hôm nay tiếp nối. Trong đó có những người con của các liệt sĩ đã tiếp tục noi gương cha, khoác lên mình bộ quân phục hải quân, sẵn sàng làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc. Sáng nay, Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Công binh Hải quân thành phố Đà Nẵng cùng tổ chức lễ tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma, tri ân tưởng nhớ anh linh 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở quần đảo Trường Sa khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Lễ tưởng niệm 64 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma 14 tháng 3 1988, 14 tháng 3 2023 được tổ chức trang nghiêm, có mặt đông đủ thân nhân các gia đình liệt sĩ ở Đà Nẵng, cựu binh từng công tác làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa qua các thời kỳ. Cách đây đúng 35 năm về trước, Hải quân Trung Quốc đã đơn phương nổ súng tấn công các tàu vận tải của ta đang làm nhiệm vụ vận chuyển, tiếp tế bình thường tại các đảo Gạc Ma, Cô Linh, Lên Đào. Để bảo vệ biển trời Tổ quốc, 64 cán bộ chiến sĩ của Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại Gạc Ma. Chuyển sang các thông tin thời sự đáng chú ý khác. Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã tới dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người có công lao to lớn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng thời kỳ đổi mới, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã nỗ lực cao độ cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng kiên định triển khai đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, tiến hành đổi mới hệ thống chính trị một cách vững chắc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác nguyện tiếp bước các bậc tiền bối, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc, quyết tâm góp sức xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của cử tri, nhân dân cả nước và các đồng chí tiền bối, lão thành cách mạng. Nhân chuyến thăm, làm việc tại Hưng Yên, Chủ tịch Quốc hội đã dự lễ khởi công khu công nghiệp số 5. Đây là một dự án trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, có tổng diện tích trên 190 hectare, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, nằm trên địa bàn các huyện Ân Thi, Kim Động. Thưa quý vị, như tin đã đưa, chiều tối qua, đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu, đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan về tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm. Nhấn mạnh dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án đặc biệt quan trọng, công trình thế kỷ của đất nước, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý phải chọn lựa được những nhà thầu uy tín đã từng làm những công trình lớn, xứng tầm thế giới để xây dựng sân bay. Tại buổi làm việc, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết, vướng mắc lớn nhất là ở gói thầu thi công phần thân nhà ga do chưa lựa chọn được nhà thầu.
trong khi đây là gói thầu quyết định tiến độ chung của toàn dự án, nên thời gian thực hiện dự án có thể bị kéo dài. Đơn vị tư vấn thiết kế đánh giá việc xây dựng nhà ga hành khách số 2 của sân bay Incheon, Hàn Quốc có diện tích sàn tương tự nhà ga hành khách sân bay Long Thành là 41 tháng, không bao gồm phần thi công đất, cọc và 9 tháng vận hành chạy thử. Trong khi đó, thời gian xây dựng nhà ga hành khách số 3 của sân bay Changi, Singapore, diện tích sàn là 380.000m2, là 57 tháng. Từ đây, tư vấn kiến nghị thời gian thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành là 39 tháng, gồm 36 tháng xây dựng, 6 tháng vận hành thử nghiệm. Do quy mô lớn và việc triển khai thực hiện đã chậm so với kế hoạch, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị ACV cần tăng cường năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và thuê tư vấn nước ngoài hỗ trợ quản lý dự án, chủ động xây dựng các cơ chế đặc thù kịp thời nếu thấy cần thiết. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng kiến nghị Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý chủ trương cho phép ACV kéo dài thời gian thực hiện gói thầu số 5.10 nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của công trình và thu hút các nhà thầu quốc tế đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia. Về phía Đồng Nai, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết đến nay Đồng Nai đã hoàn thành các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ đối với khu vực hơn 2.500 hectare triển khai giai đoạn 1 đạt 97%, phần diện tích còn lại khoảng 77 hectare. Dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao cho ACV trong tháng 3 này. Đối với công tác giải phóng mặt bằng hai tuyến đường kết nối số 1 và số 2 đã hoàn chỉnh hồ sơ, bố trí tái định cư để bàn giao cho người dân và dự kiến cuối tháng 5 sẽ bàn giao cho ACV. Cái vấn đề của dự án này có một hướng là cái giải quyết cho ACV là xây dựng toàn bộ hàng rào có 5.000 hectare. Xây là một. Cái thứ hai nữa là cái đoạn 1 1810 rồi. Đó, nhưng mà còn phần còn lại thì còn phải có cái mặt sử dụng đất như thế nào để cho nó có hiệu quả. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng toàn bộ dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành đến nay đã chậm tiến độ so với mục tiêu đề ra do nguyên nhân khách quan, chủ quan. Trong đó, các bộ ngành, đơn vị liên quan phải thấy được trách nhiệm của mình để khắc phục. Trong thời gian mà tôi đã nói, nếu công chí mà có được cái đề xuất báo cáo theo đúng thẩm quyền như tôi đã nêu, thì những vấn đề gì thuộc thẩm quyền Thủ tướng và Chính phủ thì sẽ được giải quyết ngay sau khi các bộ có trách nhiệm mà trình lên. Tôi nói như vậy. Và điều này thì sẽ gắn với trách nhiệm của các bộ, như là Bộ Kế hoạch Đầu tư, như là Ủy ban Quản lý vốn, như là Bộ Giao thông Vận tải. Là hiện nay nếu nói đến vấn đề giao thông và các cái doanh nghiệp có liên quan thì chủ yếu là liên quan đến ba bộ này. Và những vấn đề về các cái ý kiến liên quan thì đặc biệt là ý kiến của Bộ Tài chính. Ý kiến của Bộ Tài chính để làm sao mà chúng ta có thể xem xét để có những cái cơ chế phù hợp để huy động được các nguồn lực và đồng thời để đẩy nhanh cái tiến độ. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, sân bay Long Thành là công trình thế kỷ nên phải chọn những nhà thầu uy tín đã từng làm những công trình lớn, tương xứng trên thế giới. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ACV phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo, trong đó phải có đầy đủ các cơ sở chứng minh vì sao phải kéo dài thực hiện gói thầu lên 39 tháng. Các cơ sở này phải được các đơn vị tư vấn kỹ thuật đóng góp ý kiến sau khi hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu cho Chính phủ. Cũng liên quan đến dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thưa quý vị, như đã thông tin, trong tuần này, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh sẽ tổ chức đối thoại với người dân có đất bị thu hồi để phục vụ dự án mở rộng đường T1 và T2 kết nối giữa sân bay với quốc lộ 51 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây qua địa bàn huyện Long Thành. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng hai tuyến đường T1 và T2 nói trên sẽ được triển khai khẩn trương ngay trong quý 1 năm nay. Để quý vị khán giả, nhất là bà con nhân dân vùng dự án hiểu rõ hơn về việc triển khai hai tuyến giao thông quan trọng này, từ tối nay, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai sẽ phát loạt phóng sự 3 kỳ mở đường T1, T2 kết nối sân bay Long Thành, mở thêm nhiều cơ hội phát triển cho tỉnh Đồng Nai. Mời quý vị đến với kỳ 1 ngay sau đây để biết về quy mô, tầm quan trọng của dự án này. Lâu nay, tuyến đường 769 là tuyến giao thông chính phục vụ cho quá trình vận chuyển trang thiết bị, máy móc, nguyên liệu phục vụ thi công dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nhưng hiện tại, tuyến đường này đang quá tải, khó đáp ứng đủ nhu cầu giao thông hiện nay, đặc biệt là khi giai đoạn 2 của sân bay Long Thành được triển khai.
Để giải quyết việc này, hai tuyến giao thông T1 và T2 đã được tính toán đầu tư xây dựng. Đây là hai tuyến giao thông có vị trí rất quan trọng để trung chuyển lượng hàng hóa, máy móc, nhân lực khổng lồ trong tương lai. Thì đối với cái dự án đường T1, T2, đây là hai cái tuyến đường hết sức là quan trọng, kết nối là vô sân bay quốc tế Long Thành. Và trong quá trình triển khai dự án cảng không quốc tế Long Thành, thì T1, T2 sẽ là hai cái tuyến đường quan trọng để là thực hiện cái vận chuyển các cái trang thiết bị. Phải nói là khi mà thực hiện các cái nhà ga cũng như là các cái công trình hạng mục trong cái sân bay quốc tế Long Thành thì cần thiết phải đưa vào cái T1 và T2 đi vào hoạt động trước năm 2025. Cụ thể, tuyến đường T1 có chiều dài 3,8 km với diện tích 66,4 ha, điểm đầu từ cổng phía Tây sân bay Long Thành kết nối với đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, quốc lộ 51 và điểm cuối khớp nối với đường tỉnh 25C. Tuyến T1 này ngoài việc phục vụ kết nối giao thông cho sân bay Long Thành khi đưa vào khai thác, còn đóng vai trò là tuyến đường công vụ phục vụ quá trình thi công dự án. Còn tuyến T2 có chiều dài 3,5 km, diện tích 59,6 ha. Với điểm đầu được kết nối với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, điểm cuối kết nối với nút giao tuyến T1 và kết nối toàn tuyến với đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Với tiến độ mà triển khai như hiện nay thì riêng đối hai tuyến T1 và T2 này thì đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho hộ dân cũng như là giải phóng mặt bằng giao đất cho chủ đầu tư thì cũng cơ bản là sẽ hoàn thành theo cái tiến độ mà đã được lãnh đạo ủy ban tỉnh giao. Theo chủ trương được duyệt, dự án mở đường T1 và T2 thuộc dự án thành phần 4 của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, do đó tỉnh Đồng Nai được giao thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Theo lãnh đạo Ủy ban dân huyện Long Thành, không chỉ kết nối với ba dự án quan trọng như đã nêu ở trên, đường T1 và T2 còn góp phần kết nối khu vực này với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức Long Thành và các tuyến đường kết nối Tây Nguyên, vùng Nam và Tây Nam Trung Bộ. Khi hoàn tất thì đây sẽ là nơi trung chuyển hành khách, hàng hóa từ nhiều khu vực, góp phần giảm tải lưu lượng giao thông cho các tuyến giao thông hướng về cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai. Đối với tuyến đường T1 thì Long Thành đã thực hiện xong tất cả các cái thủ tục về công tác bồi thường, từ công tác kiểm đếm, công tác xác nhận hồ sơ, công tác quy chủ. Đó thì Long Thành cũng đã thực hiện xong việc xác định giá đất. Đó thì sau khi Ủy ban tỉnh phê duyệt giá đất thì Long Thành sẽ thực hiện tổ chức áp giá và công khai phương án bồi thường. Hiện Ủy ban dân huyện Long Thành đã triển khai xong toàn bộ công tác đo đạc, kiểm đếm đất đai cùng tài sản của các hộ dân. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của huyện cũng đã hoàn chỉnh công tác xác nhận nguồn gốc nhà, đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ chi trả tiền cho các hộ dân. Riêng dự án tuyến T1 đã hoàn thành xong công tác kiểm đếm, thẩm tra, xác nhận nguồn gốc nhà, đất, việc xét tái định cư cũng đã được tổ chức công khai. Tiếp đến, việc chi trả tiền cho người dân cũng sẽ được thực hiện ngay sau khi Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai ban hành đơn giá đất bồi thường của dự án, dự kiến là trong tháng 4 tới. Để triển khai xây dựng hai tuyến đường T1, T2 qua huyện Long Thành, Đồng Nai sẽ phải giải tỏa bao nhiêu hộ dân? Công tác đo đạc, kiểm đếm, áp giá bồi thường được thực hiện ra sao? Đặc biệt, người dân vùng dự án quan tâm nhất còn là việc bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Các nội dung này, mời quý vị tiếp tục theo dõi trong chương trình thời sự tối mai. Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý khác. Như đã liên tục chuyển tải đến quý vị, từ đầu tháng 1 2023 đến nay, việc tham gia góp ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi diễn ra rất sôi động trên cả nước, trên tất cả các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Rất nhiều đề xuất kiến nghị cụ thể vào dự thảo luật đất đai sửa đổi với kỳ vọng sẽ có những cải cách mang tính đột phá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho sự phát triển đất nước. Theo Bộ Tài nguyên Môi trường, tính đến ngày hôm qua, đã có gần 8.000 lượt ý kiến của các tổ chức cá nhân trên cả nước góp ý đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Nội dung góp ý của các tổ chức cá nhân tập trung nhiều nhất vào các vấn đề như chế độ sử dụng các loại đất, quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Dựa trên các ý kiến góp ý, tổ biên tập dự án luật đất đai sửa đổi sẽ nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện hồ sơ dự thảo luật trước ngày 27 tháng 3.
trình Chính phủ báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của nhân dân và dự thảo luật đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 1 tháng 4 2023. Báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 5 tháng 4. Cũng liên quan đến đất đai, chiều nay báo chí đồng loạt đăng tin khá nóng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố hệ số điều chỉnh giá đất của thành phố để lập phương án bồi thường năm 2023, áp dụng từ ngày 18 tháng 3. Đáng chú ý là hệ số điều chỉnh giá đất ở thành phố Hồ Chí Minh tối đa gấp 25 lần giá nhà nước, còn đất nông nghiệp gấp 38 lần. Khu vực có hệ số cao nhất tối đa 25 lần là huyện Hóc Môn và thành phố Thủ Đức. Khung hệ số này tăng 10 đơn vị so với năm 2022. Xếp sau là huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi. Đất nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh có hệ số cao 5 đến 38 lần giá nhà nước, tăng so với hệ số tối đa năm ngoái là 35, nơi có hệ số cao nhất là huyện Bình Chánh với khung hệ số 15 đến 38 lần giá nhà nước. Các địa phương có hệ số tối đa 35 lần gồm các quận 1, 3, 5, 4, 6, 10, 11, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp. Các địa phương còn lại có hệ số tối đa dưới 30. Hệ số điều chỉnh giá đất được thành phố đưa ra hàng năm nhằm xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. So với năm 2022 thì hệ số năm nay cao hơn và được ban hành sớm hơn 5 tháng. Còn về nhà chung cư, Chính phủ cũng vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Trong đó có đề xuất thời hạn sở hữu chung cư. Khác với các dự thảo đưa ra trước đây nên nhiều phương án tại dự thảo luật lần này, Chính phủ đưa ra một phương án duy nhất, tức sở hữu nhà chung cư có thời hạn. Luật hiện hành không quy định về chấm dứt quyền sở hữu nhà ở chung cư, nên các chủ sở hữu đều cho rằng quyền sở hữu là vĩnh viễn. Do đó, họ không di dời gây khó khăn cho cải tạo, xây mới khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn. Tờ trình cũng nêu rõ cần thiết phải bổ sung quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư, cũng như việc xác lập, chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế do cơ quan có thẩm quyền thẩm định ra kết luận. Chủ sở hữu sẽ phải chấm dứt quyền sở hữu khi nhà chung cư thuộc diện bị phá dỡ. Họ được tiếp tục sử dụng phần diện tích đất có nhà chung cư nhưng phải nộp kinh phí xây dựng khu mới. Dự kiến ngày 17 tháng 3 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thảo luận dự thảo luật nhà ở sửa đổi tại phiên họp thứ 21. Nhằm giúp các doanh nghiệp tránh sai sót rủi ro trong quá trình kê khai, quyết toán thuế năm 2022 trong quý 1 này và nắm bắt đầy đủ chính xác các quy định mới về thuế, tạo thuận lợi trong việc thực hiện đúng nghĩa vụ thuế, sáng nay Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tập huấn quyết toán thuế năm 2022 triển khai chính sách thuế mới cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị thu hút gần 1.000 doanh nghiệp tham gia trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị đã cập nhật cho các doanh nghiệp các chính sách thuế mới như Nghị định 91/2022, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định 01/2023 của Thủ tướng về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hội Tư vấn thuế Việt Nam cũng đưa ra một số lưu ý trong kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2022 để các doanh nghiệp tránh những sai sót. Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam và đại diện Cục Thuế Đồng Nai đã đối thoại, giải đáp gần 100 câu hỏi vướng mắc của doanh nghiệp. Cục Thuế Đồng Nai phối hợp với một số đơn vị viễn thông cũng đã giới thiệu về giải pháp phần mềm sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, giải pháp quản lý hóa đơn đầu vào phần mềm hộ kinh doanh, v.v. Thưa quý vị, sau 2 năm khó khăn đình đốn vì đại dịch, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước phục hồi nhưng chưa như kỳ vọng. Năm 2022 vừa qua, doanh nghiệp tiếp tục đối diện nhiều thách thức khi chiến sự Nga-Ukraine bùng nổ, lạm phát tăng cao ở những thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, làm ảnh hưởng đến sản xuất trong nước. Thế nhưng, nhờ giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, Việt Nam, trong đó có Đồng Nai, nổi lên là một điểm đến an toàn hấp dẫn, được các nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đầu tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng đã tiếp đoàn 20 doanh nhân trong câu lạc bộ Sao Vàng Đất Việt đến tìm hiểu môi trường đầu tư. Đây là lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp tiêu biểu như Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng DIC Holding, Tổng công ty UDIC, Tổng công ty May 10 có nhu cầu tham gia các dự án xây dựng hạ tầng, dự án phát triển các khu cụm công nghiệp, các khu dân cư, đô thị, nhà ở xã hội, trung tâm thương mại trên địa bàn Đồng Nai. 27 năm nay đầu tư sản xuất kinh doanh ở Hà Nội là chính. Mấy năm nay thì tìm hiểu hiện tại đang có cái nhu cầu về đất sản xuất bao bì. Nó từ khoảng 3 đến 5 ha, muốn cái bán kính Sài Gòn nó khoảng 5-6 cây.
cây số thì cũng đang muốn tìm kiếm một khu đất phù hợp. Trước đó, trong tháng 2 2023, đoàn công tác của Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai cũng đã đến làm việc và cấp chứng chỉ đào tạo cho những điều phối viên vừa hoàn thành chương trình đào tạo do Meti Kansai tổ chức. Những điều phối viên hoạt động trong mạng lưới điều phối viên do tỉnh Đồng Nai và vùng Kansai phối hợp tổ chức nhằm kết nối doanh nghiệp Nhật Bản với các doanh nghiệp Đồng Nai trong các ngành công nghiệp hỗ trợ. Hoạt động của vùng Kansai và mạng lưới điều phối viên đã giúp đưa Nhật Bản trở thành quốc gia đứng thứ 3 trong 45 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai với 266 dự án, tổng vốn đăng ký trên 5,3 tỷ đô la Mỹ. Đồng Nai nói riêng và Việt Nam nói chung là điểm đến rất tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất. Người Việt Nam rất chăm chỉ, khéo léo. Thứ hai về thị trường, Việt Nam có nền kinh tế phát triển ổn định cho nên sẽ là một thị trường tiêu thụ lớn. Trước đó, tỉnh Đồng Nai cũng đã tiếp tổng lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện công ty PTPP, một doanh nghiệp nhà nước có 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng, trong đó có xây dựng 11 sân bay ở Indonesia, đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư với Đồng Nai. Hôm nay tôi cùng với đoàn công tác của công ty PTPP, một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đến Đồng Nai tìm kiếm cơ hội hợp tác cũng như đầu tư tại tỉnh Đồng Nai. Công ty PTPP có nhiều thành tựu trong xây dựng hạ tầng, đặc biệt là sân bay. Qua tìm hiểu được biết, sân bay quốc tế Long Thành được triển khai tại Đồng Nai và là một dự án lớn và đặc biệt của Việt Nam. Với nền tảng xây dựng sân bay, chúng tôi đến Đồng Nai tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Đồng Nai với 32 khu công nghiệp được thành lập, trong đó 31 khu đang hoạt động, thu hút 1.568 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 33,5 tỷ đô la Mỹ. Sau 2 năm đối phó vất vả với đại dịch, năm 2022 vừa qua Đồng Nai thu hút 1,1 tỷ đô la Mỹ vốn FDI. 2 tháng đầu năm 2023 này đã có thêm hơn 280 triệu đô la Mỹ vốn FDI vào Đồng Nai. Khó khăn thách thức còn nhiều, đặc biệt trong điều kiện thị trường biến động khó lường, dòng vốn FDI giảm sút. Nhưng với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm quốc gia đang được triển khai, Đồng Nai tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là tiền đề cơ hội để Đồng Nai tăng tốc phát triển trong tương lai. Sáng nay, đoàn công tác của Sở Y tế Đồng Nai do bác sĩ Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành. Đoàn đã kiểm tra đánh giá việc thực hiện Bộ Tiêu chí Chất lượng Bệnh viện Việt Nam do Bộ Y tế ban hành, công tác an toàn phòng chống dịch COVID-19, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, khám chữa bệnh. Về thực hiện Bộ Tiêu chí Cơ sở Y tế, xanh sạch đẹp, v.v. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành được giao chỉ tiêu 510 giường bệnh. Trong giai đoạn dịch COVID-19 năm 2021-2022, bệnh viện được chuyển công năng sang điều trị COVID-19, đến tháng 6-2022 mới triển khai khám chữa bệnh lại bình thường. Hiện bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn như thiếu nhân lực ở một số khoa, cơ sở vật chất xuống cấp, nhiều trang thiết bị hư hỏng ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh, bệnh nhân đến khám bệnh giảm. Đoàn kiểm tra đề nghị bệnh viện khắc phục khó khăn để nâng cao các tiêu chí chất lượng bệnh viện, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng công tác đào tạo liên tục, cập nhật văn bản mới, đồng thời tập trung công tác khám bệnh đa khoa, đưa đơn vị lập thận hoạt động trở lại phục vụ người dân, có kế hoạch tuyển dụng thêm điều dưỡng. Trong tuần này, Sở Y tế sẽ tiếp tục kiểm tra tại một số đơn vị khác. Sáng nay, Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai phối hợp với Chi hội Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam 15 tháng 3 năm 1953, 15 tháng 3 2023. Theo đó, tổ chức chương trình tọa đàm ôn lại quá trình 70 năm hình thành và phát triển của nhiếp ảnh Việt Nam, qua đó ghi nhận và đánh giá kết quả đạt được của nhiếp ảnh Đồng Nai trong thời gian qua. Dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai cũng phát động cuộc thi sáng tác ảnh nhanh Photo Marathon Đồng Nai năm 2023 với chủ đề Nhịp sống Đồng Nai. Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai đều có thể tham gia. Mỗi tác giả dự thi được gửi tối đa 5 tác phẩm. Nội dung sáng tác các tác phẩm ảnh phải phản ánh cuộc sống con người, văn hóa, phong cảnh, thiên nhiên, công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, những nỗ lực thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai của tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, những tác phẩm cũng có thể phản ánh những vấn đề của cuộc sống đương đại, những khám phá và ý tưởng về cuộc sống của người Đồng Nai hay các nội dung hướng đến giá trị chân, thiện mỹ. Ban tổ chức nhận ảnh dự thi vào lúc 9 đến 10 giờ ngày mai 15 tháng 3 theo địa chỉ photomarathon.2023@gmail.com, đồng thời sẽ chấm ảnh công khai và công bố kết quả và trao giải cuộc thi vào chiều mai.
Thưa quý khán giả, thời gian qua trên địa bàn Đồng Nai nói chung và địa bàn huyện Nhân Trạch nói riêng liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản có giá trị như trang sức vàng bạc, điện thoại di động, túi sách, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Mặc dù cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền cảnh báo bằng nhiều hình thức, nhưng thật sự không ít người dân vẫn còn chủ quan, từ đó dẫn đến mất tài sản, bản thân thì bị nguy hiểm. Sau đây là câu chuyện về sự chủ quan đó. Chị Nguyễn Thị Chính, 50 tuổi ở huyện Nhân Trạch, chạy xe từ nhà đến nhà thuốc Tây chưa đầy 500m thì bị giật mất sợi dây chuyền bạch kim trị giá 25 triệu đồng. Hiện nay chị bị gãy chân phải đi xe lăn, mất việc làm, kéo theo chồng phải nghỉ việc ở nhà chăm vợ. Cuộc sống đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn cho gia đình chị. Toàn bộ cuộc sống của gia đình ba người gồm vợ chồng, anh chị và con trai út đều phải dựa vào con trai lớn đang đi làm ở xa gửi về. Nói chứ cũng nhiều rồi, nhưng mà dùm khi bữa đó thì em cũng hơi ấy chút xíu, đi mua thuốc lẹ gì nặng cho ông xã đi đám cưới nữa. Thành ra em cũng chạy, bữa trời mưa hơi râm râm nữa, em nói thôi chắc đường giờ không có ai mà chạy lẹ gì, 11 giờ ông xã đi đám cưới nữa, thì ra em nói thôi đi lẹ gì, mà đi cũng không ngờ đâu mà hả kẻ gian nó ấy mình vậy. Không giờ cũng vậy rồi, những có cái hoàn cảnh cái như vậy rồi, mọi người phải đề phòng hơn, cảnh giác hơn. Theo cơ quan công an, thủ phạm gây ra các vụ cướp giật tài sản thường là các đối tượng ở độ tuổi thanh thiếu niên, không nghề nghiệp, có tiền án tiền sự, nghiện ma túy, game, lười lao động, nhưng muốn có tiền tiêu xài nhanh nên sẵn sàng ra tay cướp giật. Đáng nói là các đối tượng này lại rất nguy hiểm, manh động, táo tợn và có tính chuyên nghiệp cao. Vâng, thưa quý bạn, đây là những cái xe phân phối lớn mà các đối tượng dùng để cướp giật tài sản liên tỉnh, gồm có địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Vũng Tàu. Các cái xe này đều là phân phối lớn và các đối tượng dùng các cái hộp này tưởng chừng như là để dành chở đồ cho con, nhưng mà không phải. Trong đây là những cái bình xịt hơi cay. Khi mà người bị hại hoặc là lượng chức năng hoặc là người dân hỗ trợ truy đuổi là chúng sẽ dùng cái bình này xịt thẳng vào mặt, là để hoa mắt, là không thể nào bị truy đuổi được các đối tượng này. Cũng theo cơ quan công an, các đối tượng thường sử dụng xe gắn máy dạo quanh các tuyến đường vào đêm khuya, khu vực ít người qua lại để thăm dò, nắm tình hình và lợi dụng sơ hở của người sử dụng điện thoại trên đường phố hoặc trên người có đeo nhiều tài sản có giá trị để tiếp cận và thực hiện hành vi cướp giật, khiến bị hại không kịp trở tay. Ngoài ra, chúng cũng thường theo dõi những người vừa rút tiền từ ngân hàng, sau đó đến địa điểm thuận lợi thì tăng tốc áp sát giật túi đựng tiền rồi nhanh chân tẩu thoát. Thì các đối tượng tuổi đời còn rất là trẻ, chỉ ngoài 20 tuổi và có tiền án, hầu hết các đối tượng có tiền án về hành vi cướp giật tài sản và mới ra tù, sử dụng thủ đoạn nguy hiểm đó là chạy xe mô tô phân khối rất là lớn rồi nhanh chóng áp sát bị hại. Ngoài ra, điều đáng chú ý, đây là các đối tượng có cái kinh nghiệm về đua xe và tham gia vào các cái giải đua ở các cái địa phương và có cái kinh nghiệm để chạy xe nhằm trốn tránh cái lực lượng chức năng cũng như là người dân truy đuổi. Thì để bắt được cái nhóm đối tượng này trên đường là một điều khó khăn, vì tính nguy hiểm của đối tượng là chạy tốc độ cao, sử dụng bình xịt hơi cay và sẵn sàng chống trả. Để kịp thời ngăn chặn các băng nhóm cướp hay dàn dựng các tình huống khác để cướp gây nguy hiểm tính mạng cho nạn nhân, đội cảnh sát hình sự công an huyện Nhân Trạch đã quyết tâm bằng nhiều giải pháp không để các băng nhóm hình thành hay từ nơi khác đến hoạt động trên địa bàn. Tình hình tội phạm gia tăng, chúng tôi đặt quyết tâm là tiếp tục sử dụng đồng bộ các giải pháp. Thứ nhất là công tác tuyên truyền và vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Thứ hai là công tác nghiệp vụ cơ bản, đó là nắm chắc địa bàn, nắm chắc đối tượng và dự báo tốt tình hình, xây dựng các cái kế hoạch phối hợp với các đơn vị địa phương để nhận diện đối tượng, cơ cấu của tội phạm, đưa ra các cái biện pháp đấu tranh phù hợp, đặc biệt là tội phạm xâm phạm về tài sản, đó là cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản. Dù đã có sự quyết liệt vào cuộc của lực lượng chức năng, nhưng cần nhất vẫn là sự nâng cao cảnh giác của người dân. Có như vậy, các đối tượng cướp, cướp giật mới không có cơ hội hành động. Chương trình thời sự xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.